tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và tiếp tục với series chuỗi những video hướng dẫn cho các bạn đào coin trên những cái web cực kỳ uy tín. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn cái web đào coin Sonex. Thì cái web này thì nó đã tồn tại khá là lâu và mình thấy nó khá là ổn định và có thể rút tiền về, cũng như là cái khai thác của nó rất là thụ động và rất là nhanh. Chúng ta không phải làm gì cả, chỉ cần đăng ký tài khoản và hàng tháng chúng ta sẽ vào đây để rút tiền. Thì đầu tiên, các bạn hãy vào cái link mô tả, mình sẽ để ở dưới phần mô tả, cái link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả của video này. Thì các bạn hãy vào link mô tả mình ghi là Sonex đó, thì các bạn nhấn vào, rồi các bạn copy cái link đó lên vào Google Chrome thì nó sẽ tự động dịch sang tiếng Việt cho các bạn để cho dễ dùng. Và các bạn cách đăng ký thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào phần đăng ký và các bạn chỉ cần điền email và password vào, cái mật khẩu vào của các bạn. Sau khi điền email của mật khẩu và mật khẩu rồi thì các bạn nhấn vào đăng ký ngay. Các bạn xác nhận mã captcha và nhấn vào đăng ký ngay thì nó sẽ ok cho các bạn. Rồi sau khi mà đăng ký xong thì chúng ta sẽ nhấn vào phần đăng nhập. Thì đây mình đã có tài khoản rồi nên là mình sẽ tự động đăng nhập vào cái tài khoản của mình luôn nhé. Sau khi đăng ký vào tài khoản, sau khi đăng nhập vào tài khoản thì đây là cái giao diện chính của cái con Sonex này. Thì tổng công suất của mình hiện tại đang là 10,75 GH trên net. Đó. Thì để tăng cấp thì chúng ta sẽ 1 đô chúng ta sẽ tăng được tốc độ đào là 10 GH trên net. Và thu nhập hàng ngày của mình hiện tại là 0,01 USD. Đó. Các bạn có thể, hiện tại thì cái web này nó cũng đang rất là uy tín nên là nếu các bạn đầu tư thì các bạn có thể đầu tư sớm. Mình thì mình đã đầu tư rồi. Mình cái web này mình thấy khá là ngon nên là mình đã đầu tư rồi. Và mình ở cái web này thì chúng ta có thể đào được Bitcoin, Trust, Doge, Litecoin, DASH và USDT. Đó thì mình cũng ở web này mình cũng tiếp tục là đào con Trust. Đó thì ở đây nó cũng có tạm ngừng khởi đầu và tái đầu tư. Sau khi mà các bạn đủ min thì mình cũng khuyên là các bạn nên tái đầu tư để nó đào được nhanh hơn. Đó và hiện tại thì mình cũng có 0,3 rồi, 0,3 trước rồi. Rồi và các bạn thấy đây là cái giao diện của cái web này. Ở đây có bảng điều khiển mua rút tiền. Thì đầu tiên mình sẽ nhấn vào cái phần tiền thưởng này. Thì cái web này mình nó cũng tương tự cái web Bitlin hôm trước mình giới thiệu cho các bạn. Nó cũng có những cái phần tiền thưởng ở đây thì nó tặng cho các bạn tốc độ đào. Ở đây mình sẽ chọn vào một trong những cái đồng xu này để có thể nhận một phần quà ngẫu nhiên tốc độ đào. Đó mình được 0,13 GH trên net. Đó thì ở cái ứng dụng hồi hôm trước ấy thì nó chỉ giới hạn tặng ví dụ như là 10 GH trên net thì trong 1 tiếng. Còn cái này thì nó cộng dồn cho các bạn vào đây, tổng công suất của các bạn nó tự động cộng dồn cho các bạn vào đây nhé. Đó tức là con này các bạn không cần online nhiều, các bạn chỉ cần lâu lâu lên các bạn nhận cái nhận quà này rồi tăng tốc độ đào là được thôi. Rồi và nếu các bạn muốn giới thiệu để các bạn có thể là kiếm thêm thu nhập, kiếm thêm cái tốc độ đào thì các bạn hãy vào phần đối tác này. Rồi các bạn lướt xuống phía dưới thì ở đây cũng có một cái link để các bạn sao chép và giới thiệu cho tất cả mọi người. Thì mức độ giới thiệu là chúng ta sẽ được 0,25 GH trên S trên mỗi lượt giới thiệu. Đó, chúng ta sao chép cái link này nhé. Và sau đó gửi cho bạn bè của các bạn nhờ các bạn đăng ký. Và mình cũng lưu ý một điều với cái app này là, với cái web này là chúng ta có thể chỉ dùng một nền wifi nhé. Tất cả, mình nhắc lại là tất cả những cái web đào coin này thì chúng ta chỉ đăng ký một tài khoản trên một wifi. Và khi mà các bạn ra đường thì các bạn nên bật bằng 3G. Nếu mà các bạn dùng một nguyên một app các bạn không gian lận thì các bạn có thể dùng trên mọi wifi nhé. Còn nếu mà mình khuyên là các bạn không, chỉ nên tạo một cái app thôi trên một cái điện thoại này và trên một cái nền wifi thì nó sẽ ổn định và nó sẽ không gặp vấn đề gì khi rút tiền. Còn nếu mà các bạn tạo nhiều app để các bạn gian lận, các bạn kiếm tốc độ đào này thì có thể là nó sẽ khóa nick của các bạn và không thể rút tiền được nữa.
Rồi, và đó là phần tiền thưởng. Ở đây thì sẽ có phần rút tiền. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rút tiền. Để rút tiền thì các bạn sẽ chọn vào cái đồng bên dưới mà các bạn muốn rút trớt hay Bitcoin. Ở đây mình rút trớt thì mình sẽ nhấn vào trớt. Rồi sau khi nhấn vào trớt thì chúng ta sẽ copy cái số ví lúc nãy ở đây. Thì đây là cái min rút nha, min rút ở đây, min rút của con này tuy đào nhanh và không tốn sức lắm nhưng min rút của nó khá là cao, đó là 1.000 trớt. Đó, cao hơn cái con Bitlin hôm trước mình giới thiệu. Rồi và sau khi rút thì nó sẽ trừ của các bạn là 0,2 trớt làm phí nhá. Số tiền rút của bạn là 0,33 và số tiền nhận được là từ này, tức là nó trừ 0,2 trớt tiền phí. Đó, đó là tiền phí. Rồi vì nó free nên là cũng không sao. Nên là các bạn muốn kiếm tiền free thì chúng ta phải chấp nhận vậy thôi. Và về công ty của nó thì giờ mở cửa là thứ hai từ 8 giờ sáng tới 7 giờ tối. Và đến chủ nhật thứ bảy thì nó sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều. Đó thì khi mà các bạn muốn hỗ trợ gì thì các bạn hỗ trợ theo cái liên hệ Facebook, Instagram, đó. Facebook, Twitter, Telegram ở đây. Đó, nếu các bạn muốn hỗ trợ thì các bạn theo khung giờ này để các bạn nhấn vào để hỗ trợ. Còn nếu các bạn thắc mắc gì thì hãy comment ở phía dưới video này, mình sẽ hướng dẫn cũng như là chỉ cho các bạn cách để các bạn có thể kiếm được tiền. Và mình sẽ tiếp tục vẫn làm cái series kiếm tiền bằng cách đào coin này vì mình thấy nó rất là nhàn và không phải làm gì vẫn có tiền. Đó, các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản thôi. Tuy là số tiền mà nó ít nhưng mà các bạn tích tiểu thành đại, các bạn làm nhiều web thì tổng lại thì mỗi ngày chúng ta cũng đủ tiền uống cà phê đấy. Rồi, và số ví này thì nhiều bạn chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn luôn là số ví này thì các bạn sẽ vào VNDC, các bạn copy cái phần ví chớt này ở đây. Đó, các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ ra cái ví chớt của các bạn ở đây. Đó, thì các bạn có thể rút về ví VNDC, ví chớt hay là ví Binance. Đó, mình chuyên dùng VNDC vì nó rất là dễ dùng và nó lại còn chuyển đổi nhanh nữa. Nên là mình rất là thích dùng con này. Đó. Và nếu bạn nào chưa có ví VNDC thì các bạn hãy vào dưới phần mô tả hoặc là vào cái kênh YouTube của mình. Có những cái video mình hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký ví VNDC để chúng ta có thể kiếm tiền điện tử về chúng ta rút tiền. Đó rất là nhanh gọn nhá. Và mình cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.